Nhận được thuốc này thì chúng ta bắt đầu là chúng ta bóc ra các bạn nhá. Đây, tem bảo hành rồi mọi thứ đều đầy đủ các bạn nhá. Đây, ở trong một cái lọ như này. Và trong này có một cái tem bảo hành, một cái tem hướng dẫn sử dụng nữa các bạn nhá. Đây, tem hướng dẫn sử dụng cũng mang tên của tôi nhé các bạn nhé. Rất nhiều người đã mua sản phẩm của tôi, sau đó thì được người khác chăm sóc mất từ trên trang web, mới lại từ trên trang fanpage, sau đó thì họ bán cái sản phẩm khác. Và rất nhiều người họ đã nhắn tin và hỏi tôi đây có phải của anh không. Và sau khi mà họ nhận được hàng rồi, họ trả tiền rồi thì họ mới hỏi tôi là có phải sản phẩm của thầy không. Thì lúc ý là đã muộn rồi, sản phẩm thì dùng cũng không biết là có hiệu quả không, thì cũng không phải là sản phẩm của tôi. Cho nên là tôi hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách để chúng ta có thể. Đây chính là cái sản phẩm mà khi mà các bạn nhận được ấy, thì chúng ta tháo ra các bạn nhé. Chúng ta đừng cắt cái đầu này các bạn nhé. Đừng cắt đầu này. Nó là dạng phun xương thì chúng ta xịt bỏ 3 lần thôi. Đấy. Xịt bỏ cứ nhấn bỏ 3 lần là nó xịt ra. Đấy. Sau đó chúng ta xịt mỗi bên mũi 2 lần các bạn nhé. Xịt bên nào thì chúng ta bịt bên kia để chúng ta hít thật sâu vào. Giống như tôi nhỉ. Đó. Khi mà chúng ta xịt vào như thế này thì nó sẽ những người mà bị nặng ấy thì nó sẽ cái niêm mạc bên trong thì nó hơi xước một tí, thì nó sẽ bị thẩm thấu, cái thuốc nó thẩm thấu vào bên trong thì nó sẽ bị hơi sót một chút. Nó chỉ mất vài ngày thôi thì nó sẽ tái tạo lại cái niêm mạc đó bên trong. Nó không phải là sót giống như các bạn đã từng dùng. Những người bị xoang thì hầu như là chúng ta đã từng dùng đúng không ạ? Nó rất là sót, cực sót, đau đến đỉnh đầu. Nhưng mà của tôi thì tôi đã cân đo đong đếm, mặt bằng kinh nghiệm bằng của tôi và cũng như là gia truyền của tôi thì tôi đã cân đo đong đếm, nó dùng ai cũng dùng được, và trẻ con cũng dùng được. Trẻ con từ 3 tháng tuổi lên có thể là dùng được rồi, và người phụ nữ có thai chúng ta vẫn có thể dùng được bình thường. Nếu như các bạn nào mà đang cần tôi hỗ trợ, tôi giúp đỡ về từ những cái chăm sóc cho các bạn thì các bạn hãy để lại số điện thoại và hoặc là các bạn đăng ký vào cái đường link.